Cử động của cơ thể cũng là một loại ngôn ngữ giao tiếp. Ánh mắt hay bước đi đều góp phần làm nên khí chất của một người phụ nữ. Vậy nên bạn hãy tránh 5 lỗi ngôn ngữ cơ thể sau đây nhé. Thứ nhất, không nên bộc lộ cảm xúc quá mức. Cười nhẹ thì rất là duyên, cười thả ga đôi khi sẽ mất điểm. Phụ nữ tinh tế sẽ không bao giờ để mất kiểm soát khi thể hiện cảm xúc giữa đám đông đâu nhé. Thứ hai, ngồi không yên hay rung đùi, bất kể là ngồi cà phê, tiếp khách hay ngồi làm việc. Nếu bạn có các thói quen như rung chân, quay bút hay thay đổi tư thế ngồi liên tục thì hãy tập dần sửa đổi thói quen không tốt này nhé. Thứ ba, đi khòm lưng rụt vai. Có những người họ chỉ cần đứng thôi là mình đã có cảm giác sang trọng và tự tin rồi. Gợi ý của Tâm cho tư thế đẹp là lưng thẳng, vai ngang và đầu hướng về phía trước. Cho dù có ai đang nhìn mình hay không thì nhớ là giữ cái dáng này các bạn nhé. Thứ tư, liếc đồng hồ hay điện thoại liên tục không yên. Dù là vô tình thì hành động này khiến cho đối phương có suy nghĩ là bạn đang không tập trung cho cuộc nói chuyện. Vậy nên hãy tập thói quen bỏ điện thoại sang một bên để bước vào câu chuyện hoặc cuộc giao tiếp nhé. Cuối cùng, khoanh tay trước ngực. Tư thế này được giải nghĩa là bạn đang phòng thủ hoặc đang không muốn tiếp nhận thêm thông tin. Bạn có đang mắc phải những lỗi này không? Hãy chia sẻ cùng Tâm để mình tốt hơn mỗi ngày nhé.